26 tháng 5, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tuyến từ điểm cầu cấp tỉnh tới điểm cầu tại các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, thông báo nhanh kết quả hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đồng chí Bùi Văn Khánh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Phi Long, Bí thư Tỉnh ủy đã thông báo nhanh một số nội dung cơ bản của hội nghị Trung ương 7 khóa 13 diễn ra từ ngày 15 đến 17 tháng 5, đã cho ý kiến về các nội dung, báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư giữa nhiệm kỳ và một số nhiệm vụ trọng tâm đến hết nhiệm kỳ Đại hội 13 của Đảng, lấy phiếu tín nhiệm của Ban chấp hành Trung ương đối với các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa 13 và một số vấn đề quan trọng khác. Hội nghị đã đánh giá khách quan toàn diện những kết quả thành tựu từ đầu nhiệm kỳ đến nay, trong đó nhấn mạnh từ sau Đại hội 13 đến nay, tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, nhưng với ý chí quyết tâm cao, kinh tế xã hội của cả nước tiếp tục đạt được những kết quả quan trọng toàn diện trên nhiều lĩnh vực, đã cơ bản thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ vừa tập trung phòng chống kiểm soát dịch bệnh, vừa thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ gắn với chủ động tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng hiệu quả. Đến nay, dịch COVID-19 và các loại dịch bệnh khác cơ bản được kiểm soát, kinh tế vẫn tiếp tục tăng trưởng khá. Việt Nam được xem là một điểm sáng trong bức tranh xám màu của kinh tế toàn cầu. Tăng trưởng kinh tế năm 2022 đạt 8,02%, cao hơn so với kế hoạch là 6-6,5% và là mức tăng cao so với các nước trong khu vực và trên thế giới. Tăng trưởng GDP trong quý 1 năm 2023 tuy đạt 3,2% so với cùng kỳ, nhưng theo dự báo của nhiều tổ chức quốc tế thì cả năm Việt Nam vẫn có thể đạt từ 6-6,5%. Các lĩnh vực về quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam và khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, xây dựng chỉnh đốn đảng đã được Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt kết quả, qua đó nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng, tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong đảng, củng cố niềm tin của nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, trật tự kỷ cương, thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Qua hội nghị giữa nhiệm kỳ, Ban chấp hành Trung ương đã rút ra 5 bài học kinh nghiệm và thống nhất 5 nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung triển khai nửa nhiệm kỳ còn lại. Đại hội 13 của Đảng về phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu ngay sau hội nghị, các tổ chức cơ sở đảng tập trung tuyên truyền phổ biến quán triệt nội dung hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đến toàn thể cán bộ đảng viên bằng hình thức phù hợp, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đã đề ra.